bầu trời đêm xin mơ rằng cứ nói anh về về phải chờ đợi giữa thế giới bước mình hay bởi nhung nhớ vì yêu ai kia quá dài khờ thế nên giờ anh bước đi giữa những nỗi đau ngày mình yêu nhau em đã từng hứa nhưng cớ sao giờ đi qua góc phố ngày nào chẳng lòng khi bao ký ức xưa quay về đây đã có bao giờ trong tim em tồn tại anh chưa vì cớ sao người vội vàng trao anh niềm tin về trái tim này đang từng ngày yêu em như thế đến phút sau cuối em lại nói ra lời chia tay tình yêu bây giờ. Mình vừa nghe một đoạn nhạc test qua chức năng kết nối điện thoại. Em xin giới thiệu đây là dàn mini model là Panasonic BM700. Dàn này full chức năng 5 CD, MD và kết nối điện thoại tất cả đều hoạt động ok. Ở đây có chữ check CD, mình nhắn cho nó ra 5 CD trước khi mà mình sử dụng CD để mình kiểm tra cơ đĩa hoạt động trơn tru không nha. Open bên đây là mở một đĩa, check bên đây là mở 5 đĩa. Rồi open changer là nó hỏi mình cần mở đĩa nào. Nghe điện thoại thì ở đây nó có FM, AM, EFT nè. Thì nhắn tới 3 lần thì EFT nó hiện AUX lên trên màn hình. Màn hình rất lớn hiển thị bài hát hoặc là những tùy chỉnh rất là rõ ràng để cho mình xem. Gian thì khỏi chơi và hình thức rất đẹp. Giá thành hợp túi tiền, hình thức đẹp, full chức năng, chất lượng hay. Thì đây là một bộ vàng rất xứng đáng đúng không? Vàng này thì em có bán những phụ kiện như sau. CD và MD có bán và nhận chép nhạc theo cầu. MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc thoải mái được trên đĩa này. Chỉ cần gửi danh sách bài hát, tên ca sĩ hoặc thể loại nhạc là vào Zalo là em có thể chép cho các anh theo ý thích vào đĩa CD cũng như MD cho mình. Em có bán robot học chỉnh được full chức năng trên vàng, có nhận gắn Bluetooth vào trong âm ly trong bán kính 50m2, Bluetooth bắt sóng cực kỳ tốt nha. Chỉ cần bật điện thoại, laptop hay máy tính bảng là mình có thể phát những bài hát yêu thích rồi, mà không cần kết nối dây nhựa rườm rà. Chất lượng của Bluetooth gắn trong và gắn ngoài là hoàn toàn khác nhau, cách gắn cũng khác nhau và đương nhiên thì nó sẽ ok hơn so với gắn ngoài. Bass của loa là 10cm, chiều cao của loa là 25cm. Chiều ngang cả bộ dàn là 48cm, sử dụng tốt cho phòng 25m2. Đây là dàn âm thanh hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nhà mình có ổn áp hoặc đổi nguồn, cứ lấy điện 100V ra sử dụng. Hoặc có thể mua kèm cục đổi nguồn bên em. Đổi nguồn bên em thì nó to hơn bàn tay chút xíu, giống như ổn áp thu nhỏ vậy nha. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test qua chức năng đĩa MD. Tiếp theo em sẽ test CD cho các anh tham khảo. Mình sẽ nghe bài số 6, bài Mùa Thu Lá Bay của ca sĩ Như Quỳnh. Đây là số điện thoại cũng như Zalo bên em 0931008099. Các anh gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng, hoặc nhắn tin Zalo sẽ có nhân viên gửi hình ảnh chi tiết cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Ship code thì cọc trước giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại. Bên em bán hàng không bao ship, còn nếu chuyển đủ 100% em sẽ tặng cho mình cây sắt kết nối điện thoại, TV, máy tính. Chức năng MD, bây giờ em sẽ test chức năng CD cho các anh tham khảo rồi em quay mặt sau luôn nha.
người con gái đông về đàn áo ấm ra xa trường, ước mơ không nhiều, mong niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng xẻ bóng kia đôi áo đang chưa rơi, lỡ mưa đông về giá lạnh người đi. Đen cho chất lượng âm thanh đều các dãy, công suất của âm ly là 50 4W, công suất lo là 80W trên cặp lo, góc cạnh của vàng của lo rất là ok. Bây giờ em xin kết thúc lolitech nha, mua hàng cứ liên hệ 0931008099 để em chốt hàng cho mình.